Các bản tin nhanh 24/7. Quái vật đường phố Kawasaki Z1000 XS2017 có nhiều thay đổi khiến dân chơi đứng ngồi không yên. Kawasaki Z1000 XS2017 được Kawasaki bất ngờ ra mắt tại triển lãm Intermod 2016 cách đây vài phút. Mẫu Z1000 XS2017 có thiết kế ngoại hình hoàn toàn mới, như tổng thể mang lại kiểu dáng sport touring muốn có, đặc biệt là thiết kế đầu đèn rất ấn tượng. Mẫu 2017 Z1000 XS đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 4 như âm thanh và khí thải vân vân. Kính chắn gió cao, thiết kế góc cạnh đẹp mắt hơn trước rất nhiều so với mẫu cũ. Cùng với chúng tôi soi kỹ chiếc Z1000 XS 2017 này nhé. Các bạn có thể so sánh bên dưới chiếc Z1000 XS 2017 với phiên bản 2016 hiện ở bên dưới. Bộ dàn áo hai bên được đánh giá là khá đẹp, thiết kế khí động học hơn so với mẫu cũ, đặc biệt là phần đầu xe hoàn toàn mới, góc cạnh hơn, cặp đèn xi nhan vẫn nằm vị trí hai bên như cũ. Đuôi xe thiết kế có tay nắm tạo sự thoải mái cho người ngồi phía sau và thuận tiện hơn việc dắt lơ xe tới lùi. Bộ đèn chiếu sáng hoàn toàn là full LED. Theo được biết thì độ chiếu sáng sẽ tăng lên 1,4 lần so với mẫu cũ. Ngoài ra bộ đồng hồ điện tử mới hiển thị LCD có thể hiện cấp số, tính năng mới của xe, đèn báo sang số v.v. Bên cạnh đó, chiếc xe còn được tinh chỉnh chiều cao yên xe thấp hơn 815mm bằng với Z1000, trang bị hệ thống điện mới như MEU, kiểm soát traction control, cornering ABS tốt hơn, bộ EQ được tinh chỉnh lại cho phù hợp với khối động cơ 1043cc đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Theo Kawasaki thì Z1000 XS 2017 mạnh hơn, êm ái hơn so với mẫu cũ. Chiếc xe có 3 màu, xanh Kenny Lightstream, xám Methodist Black Led, cam Kennedy Spurs Orange. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.